Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy da rỉ nha các bạn. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một số dòng xe đó, tay ga cho các bạn nha. Các bạn nào mình muốn mua thì mình liên hệ ha. Tay ga thì còn rất là nhiều luôn. Mình thấy anh chị và các bạn hỏi cũng khá là nhiều về dòng này. Thì hôm nay mình sẽ quay chi tiết cho anh chị và các bạn ha. Những cái chú nào mà hỏi Basic, SH rồi Vario thì có đủ cho anh chị và các bạn luôn. Thì mình sẽ cố gắng mình quay kỹ. Các bạn nào mua thì mình chịu khó mình liên hệ về số 5 đường Lý Thường Kiệt, Giang Bình Dương. Số điện thoại là 0923 71 và tương quý 8 hoặc 0932 4 số 6, cuối cùng là số 1 nha mọi người. Rồi thì bây giờ mình sẽ cố gắng mình quay, mình sẽ quay từ những con rỉ tiền tới con mắc tiền cho chị và các bạn nha. Rồi lâu rồi thì con lít hôm nay mình quay kỹ này. Lít tại sao con lít rất là đẹp nhưng mà nằm đây mọi người. Con này đang giảm 2.9 triệu cho anh chị và các bạn luôn. Đó, lít màu đỏ. Con này biển số 62. Đó. Kính này, zin nguyên con. Màu này chị em phụ nữ đây phải thích lắm chứ sao kỳ đây. Biển số 62 43380. Con này đi 10.000 thôi mọi người, đó là 10.000 này. Xe đẹp mà. 10.000. Giá con này là đang bán với giá 22.9 triệu nhưng mà giảm 2.9 triệu là còn 20 triệu cho anh chị và các bạn ha. Con này thì các bạn mua trả góp chỉ cần trả từ 6 triệu, 5-6 triệu là mua được ha. Rồi, về con xe rẻ cho anh chị và các bạn luôn. Con này là Liberty biển số 67 nha mọi người, đời 2016. Giá là 28.900.000. Đó, Liberty 28 triệu. À, 28 triệu 9, giảm 1 triệu là còn 27 triệu 9 nha mọi người. À, rồi con máy này cũng là Liberty biển số 83, con này 26, 27 triệu 9, cũng giảm 1 triệu là còn 26 triệu 9 cho anh chị và các bạn nha. Ngoài ra thì bên này con này là Liberty 3V biển số 70 nha. Con này giảm 2 triệu 9 luôn, còn 17 triệu nha mọi người, biển số 70. 36064 á. Rồi, ngoài ra thì Grander thì còn một chiếc nè mọi người. Chiếc cho các bạn nào mà học sinh mình có thể mua con này á, về mình đi. Con này biển số 65165 46 nha. 165 46. Các bạn nào mua thì các bạn liên hệ á. Quên, giá con này là như là con này là hai còn 21 triệu nha mọi người. Rồi về Vario mà mẫu cũ á, anh chị và các bạn nào mình mua thì mình liên hệ. Con này là mẫu cũ giống như cái đời mà Lít Thái mọi người, rất là mắc tiền. Biển số 62, con này đời 2017. Giá là 48 triệu 9. 48 triệu 9, cũng giảm 1 triệu là còn 47 triệu 9 rồi mọi người. Con này Vario mẫu cũ thì mắc, chắc chắn là nó mắc như Lít Thái rồi. Lít Thái hầu cái thời đó với hai con này rất mắc luôn. Ngoài ra nếu anh chị và các bạn nào thích cặp Bogus, Bogus Diago thì xe này là xe Pháp. Con này hồ sơ có sẵn luôn, đời 2018 là 44 triệu 9, giảm 1 triệu là còn 43 triệu 9. Con bên này nữa này mọi người, con này 2018 ở biển số 59 luôn, 44 triệu 9, cũng giảm 1 triệu là còn lại là 43 triệu 9. Rồi ngoài ra thì đây mọi người, đây là một con Vario 150, con này biển số 83, đời 2019 nha mọi người, giá là 45 triệu 9. Đó, 20202, số rất là đẹp.
số 83 29 45 triệu 9. Rồi tiếp tục cho anh chị và các bạn luôn biển số 67 nha, 2019 là 45 triệu 9 nè. Anh chị và các bạn nào đam mê thì mình liên hệ mình mua liền ha. Còn bên này nữa là Vario biển số 83 29, con này cũng là 47 triệu 9, giảm 2 triệu 9 là còn 45. Đó, mấy cái con này các bạn trả góp rất là đơn giản luôn, các bạn mang theo tầm 13 14 triệu làm mua ha. Rồi ngoài ra thì dòng basic nè mọi người, 1 2 3 4 con basic. Con này biển basic biển số 47 đời 27 là 36 triệu 9 nha mọi người. Con bên này thì biển số 67 luôn, 24 triệu 9. Đó, con này là mẫu mới, con này là mẫu cũ á, các bạn lưu ý á. 24 triệu 9 cho em basic này. Con này là basic Thái nè mọi người, biển số 62 đời 22. Con này cũng là 27 triệu 900 luôn. Ngoài ra thì basic bên này nữa nha mọi người, biển số 67, con này là đời 23, 25 triệu 900. Đó, giảm 1 triệu là còn 24 triệu 9 nha mọi người. Rồi tiếp theo thì mình sẽ quay SH cho mọi người ha. SH thì nguyên dòng này là SH Việt Lên Ý, các bạn lưu ý giùm em nha. Việt Lên Ý, con này biển số 69 đời 26. Con này là 69 triệu 9. Đó, 9169 nha mọi người. Đó, 69 triệu 900 này là SH Việt Lên Ý mà 150. Thì bạn nào mình muốn mua thì mình cứ liên hệ. Con này dòng này thì tất cả dòng này được bao hồ sơ, anh em rút hồ sơ ra tiền ở đâu cũng được nha. Con này là SH dịp Việt lên full Ý luôn, lên mâm Ý, tất cả là Ý hết. Thì 215 biển số 43 là 65 triệu 9. Con này là 125 nha mọi người. Con này là màu xanh Tiger 125 215 luôn, biển số 60 là 61 triệu 9. Con này là 61 triệu 9 này, trả trước là tầm 25 30 là mình có thể mua được ha. Ngoài ra thì Việt Lên Ý màu trắng đen này á mọi người, biển số 49 đời 25 là 67 triệu 9, giảm 1 triệu là còn 66 triệu 9. Tiếp tục cho anh chị và các bạn luôn, con này thì một cặp Việt Lên Ý nha mọi người. Con này thì 58 triệu 9, giảm 1 triệu là còn 57 thôi. Các bạn trả góp tầm 25 triệu, 20 tới 25 triệu cũng có thể mua được ha. Con bên này biển số 59 luôn nè, là biển số 92, 24. 59 triệu 9 cũng giảm 1 triệu là còn 58 triệu 9 ha. 58 cũng trả từ 20 tới 25 triệu là mua được ha. Đấy các bạn nhìn này, lô SH rất là nhiều. Rồi, ngoài ra thì có SH bên này nữa nha mọi người. Con này thì SH biển số 67 đời 27 là 67 triệu 9. Màu trắng đen biển số 48 28 là giá là 81 triệu 9 nha mọi người. Đó, màu trắng đen. Ngoài ra thì xanh nhớt cho anh chị và các bạn luôn, biển số 93 27 là 81 triệu 9. Màu xanh nhớt. Còn màu đen như thế này là 125 biển số 59 28 là 79 triệu 9 nha mọi người. Các bạn nào mua thì mình cứ liên hệ qua số điện thoại mình có ghi ở trên màn hình đó. Rồi con bên này thì biển số 59 27 là 79 triệu 9. Bên này thì cặp SH Ý này. Mình thấy anh em cũng có hỏi con này 27 207 bao hồ sơ 54 triệu 9. Bớt 1 triệu là còn 53 triệu 9. Con bên kia là 48 triệu 9 thôi mọi người. Đó, anh chị và các bạn nào mình thích thì mình cứ liên hệ mình mua. Ngoài ra thì NVX 125 biển số 68 nha mọi người, là 24 triệu 900. Bên này thì SH1 biển số 93 đời 29, con này là 63 triệu 9. Con này phiên bản cá tính, phiên bản đặc biệt đó mọi người. ABS có smart key như một con xe mới, bọc nguyên con. Giảm 3 triệu 9 cho anh chị và các bạn thì còn lại 60 này. Rồi thì mình vừa lướt qua tay ga. Thì bên cạnh đó thì có một dòng một số con Tycoon mới về, mình quay luôn cho anh chị và các bạn ha. Tycoon thì chỉ có Vinder thôi. Hôm qua mình có quay clip ẹt rồi, các bạn có gì mình tham khảo nha. Đây, con này thì Vinder mới về, con này là 29 triệu 9 nè.
Mình đưa. Màu đen nhám cuối cùng hôm nay là có rồi nha mọi người. Con này đi Bosonic, biển số 69 40518 à. Em này là vừa về. Rồi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở clip tiếp theo. Các bạn xem đừng quên nhấn vào nút like, nút chia sẻ, nút đăng ký đồng hồ mình nữa.